Cả trường bàng hoàng phát hiện hiệu trưởng tử vong trong sân trường. Tối ngày 8 tháng 6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ cái chết của ông LGB, 51 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ông B là hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đắc Ơ, xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông B đi từ khu nhà ở tập thể lên trường. Đến khoảng 7 giờ, đồng nghiệp cấp dưới lên trường tìm thì phát hiện ông B đã nằm bất động dưới sân trường, xung quanh máu chảy nhiều. Khi mọi người lại gần đã phát hiện ông B tử vong từ trước. Theo nhận định ban đầu, rất có thể ông B tử vong do rơi từ tầng 3 xuống sân trường. Trước đó, nhiều giáo viên trong trường trong lúc đang làm việc có nghe tiếng động mạnh như vật gì rơi từ trên xuống, nhưng nghĩ không có chuyện gì, nên mọi người tiếp tục làm việc. Được biết, ông B chuyển về công tác và nhận chức hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đắc Ơ hơn 5 năm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.